Piaggio Medley yếu thế trong cuộc đua với Honda SH. Sau hơn một năm ra mắt, mẫu scooter cao cấp của Piaggio vẫn đang nỗ lực tìm chỗ đứng tại thị trường Việt Nam. Piaggio Medley là mẫu xe tay ga cao cấp nằm cùng phân khúc với Honda SH và được Piaggio Việt Nam kỳ vọng lớn. Mẫu scooter toàn cầu của Piaggio chính thức bán ra thị trường Việt Nam từ tháng 3 năm 2016. Sau hơn một năm liên kệ, tính đến hết tháng 3, doanh số bán hàng của Piaggio Medley đạt hơn 2.200 xe, trung bình có khoảng 170 xe bán ra hàng tháng. Doanh số của Medley thấp nhất vào tháng 3 năm 2017 với 89 chiếc, trong khi thời điểm có doanh số cao nhất là tháng 4 năm 2016 với hơn 300 xe bán ra. Cũng trong thời điểm này, đối thủ trực tiếp của Piaggio Medley là Honda SH 125-150i, có lượng xe tiêu thụ gần 110.000 chiếc. So với Honda SH 125-150i, Piaggio Medley đi trước về việc trang bị công nghệ phanh ABS. Tháng 11 năm 2016, Honda mới bổ sung tính năng này cho SH. Mặc dù vậy, Medley vẫn gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với đối thủ. Về trang bị, tiện nghi và động cơ, Piaggio Medley và Honda SH 125-150i được xem là khá đồng đều. Ngoài ABS, hai mẫu xe này còn được trang bị cổng sạc điện thoại, hệ thống ngắt tự động tạm thời. Mặc dù vậy, doanh số bán hàng đang nghiêng hẳn về phía Honda. Ngoài Medley, hiện hãng xe Ý còn có một số sản phẩm cạnh tranh khác với Honda SH ở phân khúc xe ga cao cấp, gồm các dòng Vespa và Liberty. Trong tháng 6, Piaggio đang áp dụng chương trình hỗ trợ phí trước bạ và lệ phí đăng ký biển số cho khách hàng mua Vespa và Liberty. Trong khi đó, ở thái cực ngược lại, người mua Honda SH đang phải trả mức phí thực tế cao hơn khoảng 10 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng. Theo một đơn vị thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, VAMM, tổng dung lượng toàn thị trường xe máy Việt Nam trong năm tài chính 2017 đạt gần 3,14 triệu xe, tăng 8% so với cùng kỳ trước.